Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện Liều Nguyên của tác giả Bất Phấn Tam Cửu, tập 29. Bác sĩ Thằng không chứa đầu óc được, ngay cả tật xấu ném đồ lung tung của Hiểu Đông, hắn cũng không chứa nổi. Căn bản không có ý định chữa trị, một người vứt lung tung một người đi thu dọn cũng thú vị lắm mà. Sáng hôm sau, Thằng Sách Ngôn lấy thẻ ở chỗ áo khoác bên ban công, đào Hiểu Đông thấy vậy cười bảo: thì cũng không tính là mất, cuối tuần mặc vào là em tìm thấy thôi. Cuối tuần em đi công tác, có lẽ là để anh cất quần áo cho em. Thằng Sách Ngôn thay giày đi ra cửa. Ba chiếc thẻ thang máy của đào Hiểu Đông đều mất như vậy, không biết tiền tài bỏ vào đâu. Cái thẻ kia nhỏ quá, có lẽ đều bỏ quên trong túi áo. Đào Hiểu Đông đưa Thằng Sách Ngôn tới nơi nhưng không đi luôn, anh cũng theo vào bệnh viện. Thằng Sách Ngôn tới phòng làm việc, còn anh tới khoa sản. Vợ của Đình Nghị là Tấm Trúc dự kiến hôm qua sinh, nhưng mai tới hôm nay vẫn chưa. Cô mang thai đôi, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đã nhập viện nhờ sinh từ hôm trước. Hôm qua lúc Đào Hiểu Đông gọi điện thoại tới còn chưa có động tĩnh gì. Lúc anh tới thì Tống Trúc ôm bụng đi rào dọc hành lang, tờ giấy vỏ viên trong tay bị rơi mất. Cô khom người muốn nhặt, Đào Hiểu Đông trông thấy đúng lúc này vội nói: để nhặt cho em, đừng cử động. Hồi Tống Trúc nghe thấy giọng anh ngẩng đầu lên nhìn rồi cười hỏi: tới đó hả? Họ đã có quen nhau rồi, quen từ hồi còn trẻ. Cô bên Điền Nghị bao nhiêu năm thì quen Đào Hiểu Đông bấy nhiêu năm, quen tới nỗi chẳng cần khách sáo gì nữa. Khu phòng phía bên tính hơn khu phòng thường. Đào Hiểu Đông nhặt giấy lên điều hưu rồi giờ sau lưng cô bảo: bên cạnh không có ai hả? Mẹ em đi tìm bác sĩ, bà ấy sốt ruột hỏi thăm mái. Cô nói tới mẹ chồng em ruột cô qua đời từ mấy năm trước, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt, mẹ Điền Nghị hiểu chuyện, hai người không có mâu thuẫn gì với nhau. Thay đổi bụng to tới xoa người, Tống Trúc lại thuộc thể chất phản ứng nàng khi mang thai, nằm thường vợ tới mức bật khóc. Một người đàn ông ra dáng có thể đảm đương cả công việc lẫn gia đình, nhưng vậy mà lại không chịu nổi chuyện này, đau lòng rồi thì lại sốt ruột. Tống Trúc nhỏ hơn Điền Nghị mấy tuổi, này cũng 32, bao năm qua ở bên Điền Nghị không gặp chuyện gì to tát, lần này đúng là gặp hạn một năm. Đào Hiểu Đông ngồi xuống cùng cô, hỏi cô có sợ không? Tống Trúc vô tư xua tay: sợ em chỉ muốn mau mau chóng chóng đẻ ra thôi, mệt chết mất. Đào Hiểu Đông ngồi ở hành lang tới trưa, vẫn không có động tĩnh gì, sau đó Tống Trúc nhờ anh đi đỡ. Trước khi đi dạo qua chỗ Điền Nghị một phòng, lần này Điền Nghị cũng bị giày vò lo lắng quá. Chừng nào đẻ thì tôi báo ông đừng chạy qua đây mãi, làm việc của ông đi. Điền Nghị nói với anh: mấy hôm nay không có việc gì, tôi rảnh mà. Đào Hiểu Đông đáp. Điền Nghị được nghỉ 7 ngày chăm vợ sinh con, giữ lại đời sinh rồi mới xin nghỉ. Tới bây giờ vẫn không biết bao giờ mới đẻ, nên không thể xin nghỉ được. Phía Tống Trúc chỉ có mẹ Điền Nghị và cô ấy, cho nên mấy hôm nay những lúc rảnh rang, Đào Hiểu Đông lại qua xem tình hình một chút, sợ xảy ra tình huống gì bất ngờ mà bên cạnh lại không có ai. Tuy rằng hai đứa bé kia là con nuôi của anh và Tống Trúc thân tới độ không thể thân hơn, nhưng dù sao cũng không phải cha ruột của tụi nhỏ, không thể ngồi trong khoa sản mãi được. Cho nên hai ngày nay sau đó Đào Hiểu Đông chỉ tới khoa sản ra một vòng, sau đó thì về khoa mắt ngồi, bảo họ có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Anh tới khoa mắt cũng không gặp Thằng Sách Ngôn, chỉ ngồi ở khu xếp hàng chỗ phòng khám. Thực ra ngồi nơi nào cũng như nhau, chỉ là anh quen bên này hơn, cũng thân thuộc hơn. Khu khám bệnh ở bệnh viện là nơi có thể lĩnh hội tính cách con người tương đối trực quan. Mỗi bệnh nhân mỗi gia đình lại có một câu chuyện khác nhau. Người may mắn thì tới phòng bệnh khám xong là có thể thở phào ra về, người bất hạnh lại có thể tới nơi bất hạnh khác nhau. Đau đớn, hoảng sợ, tuyệt vọng, mỗi ngày ngồi ở đây đều có thể trông thấy rất nhiều. Hôm ấy Đào Hiểu Đông còn thấy một ngôi sao, là một diễn viên trẻ tuổi rất nổi tiếng, được nhân viên trong đoàn làm phim và trợ lý vây quanh đưa vào, muốn đưa thẳng vào phòng Thang Sách Ngôn. Các bệnh nhân trong khu khám bệnh nhân ra thì nhao nhao cầm điện thoại lên chụp hình. Mấy người lớn tuổi phía sau không vui còn chưa gọi tên. Bữa này Thằng Sách Ngôn ngồi ở phòng khám chứ không ở bên cấp cứu. Dù là có cấp cứu thì cần đăng ký vẫn phải đăng ký. Bất kể thân phận là gì, bệnh tình gấp tới đâu cũng không thể phá luật như vậy.
Đào Hiểu Đồng nhìn thấy bọn họ đi thẳng vào phòng của thằng Sách Ngôn, một lúc sau được đưa ra. Sắc mặt trợ lý của Diễn Viên rất khó coi, miệng mắng mỏ hùng hổ không chịu yên. Diễn Viên thì dùng băng gạc che mắt, có lẽ quay phim bị thương. Cả nhóm người ngơ ngác, Diễn Viên lặng lẽ ngồi ở khu khám bệnh, bảo họ đừng làm phiền. Một người trẻ tuổi khác cầm đồ đạc chạy đi, có lẽ là đi đăng ký. Đào Hiểu Đồng dựa vào ghế nhìn bọn họ một lúc sau nhắm mắt lại. Không có não. Chèn hàng vào khu khám bệnh ở khoa mắt viện 03 đúng là nực cười. Xếp hàng trước một tuần còn chưa chắc để chèn được. Không biết có tình huống ở bên khu cấp cứu thế nào. Cũng không biết nhóm người này tới nhầm chỗ hay là đã đánh tiếng riêng với phía trên rồi. Đợi áng chừng khoảng 40 phút, có lẽ cậu chàng bạn nãy chạy đi gọi điện thoại tới. Trợ lý lại ầm ĩ mắng chửi, nói bình phẩm vô nhân tính, vừa mắng vừa chụp không ít ảnh cho Diễn Viên, chụp trái chụp phải cần nơ bồi. Qua hồi lâu mà Diễn Viên kia vẫn rất bình tĩnh, có lẽ không bị thương nghiêm trọng, nếu thực sự bị nặng có lẽ thằng Sách Ngôn đã không bỏ mặc hắn không cho khám. Sau đó nhóm người này lại ầm ĩ mà đi. Đào Hiểu Đồng ôm áo khoác nhìn bọn họ một chút, nhìn tình hình khô bệnh có lẽ trưa nay thằng Sách Ngôn không xong được. Đào Hiểu Đồng xuống tầng lấy cơm canh cho hắn, tranh thủ nửa giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi đưa cơm cho hắn ăn. Trong bệnh viện kiểu người gì cũng có rất nhiều người lao phăng phăng vào phòng khám, thậm chí vì không chen hàng được mà xông thẳng vào. Bác sĩ không khám bệnh cho thì chặn cửa, không khám cho tôi thì đừng hòng khám cho người khác. Các bác sĩ ấy đã thấy quá nhiều trường hợp. Buổi tối tan làm, Đào Hiểu Đồng nói, em còn tưởng cái cậu ngôi sao bạn ấy gọi cho phía trên. Có thể đã gọi trước rồi, không biết, dù sao cũng không lấy số của anh. Thằng Sách Ngôn nói, bình thường những trường hợp như vậy đều sắp xếp tới cho bác sĩ mới. Em còn sợ bọn họ làm loạn thì em tới, Đào Hiểu Đồng đáp. Trường hợp này thì không làm loạn được đâu, người của công chúng thì cần thể diện. Thằng Sách Ngôn uống một ngụm nước ngồi mát lành một ngày hơi khát, cả ngày này không uống miếng nước nào. Anh làm gì khiến họ đi ra vậy? Đào Hiểu Đồng hỏi hắn. Ra ngoài. Thằng Sách Ngôn tỉnh bơ mô phỏng lại cho anh xem. Thế thôi hả? Đào Hiểu Đồng cũng bật cười. Không thì còn gì nữa. Thằng Sách Ngôn cũng cười. Ngày nào mà chẳng có trường hợp như vậy, không có thời gian để nói nhiều. Chỉ bị đụng vào mắt giống tình huống của Chỉ Xính lần trước, về nhà tiêu phim là được rồi. Huy Đồng nhân lực chỉ thiếu điều bắt cả khoa mắt làm hội chuẩn, không lấy số, không xếp hàng, kiểu người như vậy là bác sĩ ngán nhất. Loại chuyện này không để lại dư âm nào ở bệnh viện quá nhiều, vậy mà buổi tối chuyện này lại lên hot shirt. Cậu ngồi sao ban ngày kia đăng trên Weibo, ấm ức nói xa nói gần là bệnh viện tỏ thái độ với cậu ta. Bác sĩ y tá lạnh nhạt, cậu ta bị kẻ lạnh, không ai đói hoài tới. Phía trước ấm ức kể lể được, phía sau đó lại bàn về quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Chủ đề này rất nhạy cảm, cũng dễ dàng kiếm được đồng minh. Có không ít người từng gặp ấm ức khi ở bệnh viện, đồng phải chủ đề này lại muốn kể là chuyện bi thảm của mình. Bệnh viện chỉ lừa tiền, chỉ làm kiểm tra lung tung, thu phí linh tinh. Trong miệng bác sĩ không có bệnh nhẹ, cảm cúm mà cũng bị bọn họ nói là bệnh khó chữa. Phàm là chủ đề liên quan tới bác sĩ và bệnh nhân thì không thể thiếu mấy chuyện này. Lúc Hoàn Quà gửi ảnh chụp màn hình tới, Đào Hiểu Đồng đang nằm sắp ở đó cho thằng Sách Ngôn xem mấy tác phẩm mới của mình. Đây là thói quen nhỏ nhỏ xứ họ, thì thoảng Đào Hiểu Đồng lại tâm sự với thằng Sách Ngôn chuyện công việc của anh, cho hắn xem tác phẩm của anh. Mặc dù hai người làm công việc khác nhau, nhưng cũng không thể tách biệt hoàn toàn, nếu không qua thời gian dài sẽ không có chủ đề chung. Hoàn Quà gửi tin nhắn WeChat tới, Đào Hiểu Đồng mở ra xem càng cho mày. Hoàn Quà hỏi, anh ạ, em thấy người này giống bác sĩ Thang. Ảnh chụp tại phòng khám đã làm mờ mặt bác sĩ. Thằng Sách Ngôn thấy hắn nhắn tin WeChat thì đứng dậy đi tắm. Đào Hiểu Đồng không nằm nữa, ngồi dậy liếc mắt qua nhìn trên Weibo của Diễn Viên kia. Anh đọc xong hết rồi mím môi, mẹ kiếp chứ, viết không ra hồn còn bài đặt chụp ai vậy. Mày chụp ảnh bác sĩ nhà anh đây, mày có bị làm sao không thế? Điện thoại của Đào Hiểu Đồng còn chẳng có Weibo, anh không hiểu cái này cũng không buồn xem. Mặc dù Hoàn Quà không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy có người chụp ảnh khoa mắt viện 03 thì cậu không vui. Phía dưới cũng có vài người mắng cậu ta mắc bệnh ngôi sao. Đào Hiểu Đồng không thấy mấy cái đó. Ảnh Hoàn Quà chụp chỉ toàn mấy lời hùa theo. Anh càng nhìn lại càng tức. Bác sĩ ngày nào cũng vất vả như vậy, tới lượt bọn họ mắng hả? Đào Hiểu Đồng tức không chịu nổi, bảo Hoàn Quà lấy fanpage của công ty ra mà tag thẳng ngôi sao vào.
Không lấy số đã xông thẳng vào phòng bác sĩ nói chuyện như đúng rồi thế nhỉ? Đã Hiểu Đồng không hiểu mấy thứ này, anh không đồng tới, tài khoản đều do Hoan qua quản lý. Gửi xong vẫn chưa hả giận nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh đứng trước cửa phòng tắm kể chuyện này, kể xong lại chửi mấy câu. Thằng sách ngôn không coi đó là chuyện to tát. Tắm xong đi ra thấy Đào Hiểu Đồng tức tới mặt mày còn số rành. Đừng giận. Chuyện hôm nay dù bác sĩ không phải là thằng sách ngôn, đổi thành một bác sĩ khác Đào Hiểu Đồng cũng không chấp nhận nổi, mà đụng vào người nhà mình lại càng khó chịu hơn. Biết thế sáng nay em cũng tham gia chụp mấy cái. Đào Hiểu Đồng dựa vào tường, tay ngồi sao ra mồm này khiến anh tức điên lên được. Thằng sách ngôn thấy anh giận thật, ôm lấy cổ anh còn cảm thấy rất thú vị cười rằng: tức cái gì? Anh không nhìn thấy thì không ảnh hưởng gì tới anh, phía bệnh viện cũng không tìm anh vì chuyện này. Khoái nực cười. Đào Hiểu Đồng ghét mấy chuyện này chết đi được. Muối vị mặn, sấm vị chua, ngày nào Đào Hiểu Đồng cũng bị người ta mắng là thực dụng không có tình người. Nhưng lúc đưa tiền lại cung kính như cháu trai, anh không thèm nhìn lấy một cái. Đó giờ chẳng để tâm, nhưng đến khi thằng sách ngôn bị người ta chụp ảnh đưa lên mạng thì nhau chia sẻ, anh lại thấy hết sức buồn nôn. Hiếm khi anh so đào như vậy, khiến thằng sách ngôn cũng cười tủm tỉm cả buổi, cảm thấy anh tức giận so đào giống như trẻ con vậy. Anh còn cười được hả? Đào Hiểu Đồng nằm sấp trên người hắn hỏi vậy. Vui giản đi. Thằng sách ngôn nghiêng người dỗ dành anh. Ngày kia đi công tác rồi, em đợi về không ai nhắc lại chuyện đấy nữa, bọn họ nói một hồi rồi thôi thôi. Đào Hiểu Đồng cũng biết điều này chỉ là chuyện vừa liên quan tới thằng sách ngôn thì anh không kiềm chế được. Thằng sách ngôn ôm eo xoay người lại bảo rằng: đừng nằm sấp nữa, ngủ đi. Đào Hiểu Đồng cầm điều khiển từ xa tắt đèn, ôm lấy thằng sách ngôn vùi mặt vào trong bờ vai hắn. Thằng sách ngôn đưa tay ôm anh, cảm thấy tối nay anh buồn cười quá. Đúng là yêu đương khiến con người ta trẻ ra. Một người bình thường hào sảng không so đo như anh hôm nay lại vì mấy chuyện này mà tức lên như một đứa trẻ. Chuyện này nói lớn thì không lớn nhưng cũng không nhỏ như thằng sách ngôn coi. Đăng bài viết nói thằng bệnh viện chỉ trích một hồi, cuối cùng lại nâng cao luận điều thảo luận về thể chế chữa bệnh và quan hệ giữa bác sĩ với bệnh nhân. Đó giờ dân chúng đều ôm giận với bệnh viện, nhắc tới bác sĩ là nhận tiền đút lót, đùn đầy trách nhiệm, thái độ tệ. Đọc lướt qua mấy bình luận hổ theo kia mà giật mình, bản thân gặp đủ chuyện đẫm máu, tuy rằng không liên quan tới viện 03, nhưng mấy chuyện này dù sao cũng gây ảnh hưởng trái chiều. Hôm qua Hoàn Quà đang trên quê bầu theo ý Đào Hiểu Đồng, dưới bình luận là hơn nửa fan của ngôi sao kia, còn lại một vài người tới hóng chuyện và một vài fan hâm mộ của tài khoản này. Thằng sách ngôn là bác sĩ thế nào không ai hiểu rõ hơn Đào Hiểu Đồng, tuyệt đối không thể để hắn bị mắng được. Sáng hôm sau Đào Hiểu Đồng tới cửa hàng lại đăng một bài. Bệnh viện không phải là nơi ai cũng có thể dựa ngoài dựa vó được, lột là phải đăng ký xếp hàng, không thể làm loạn hệ thống đăng ký được. Muốn sai khiến chỉ trỏ, muốn được khám đầu tiên thì đừng tới viện công nữa, thuê bác sĩ gia đình về khám đi chú em. Tài khoản của công ty từ khi đăng tới đến giờ, ngoài việc đăng ảnh và tuyên truyền ra thì không đăng gì khác, chỉ toàn mấy chuyện trong giới xăm hình. Lần này to tiếng nói chuyện như vậy khiến mọi người ngạc nhiên. Có vài fan xăm mồ lặng lẽ hỏi dưới bình luận: ai cầm tài khoản vậy, đừng bảo là marketing đăng nhé. Hoàn Quà trả lời: xếp đào đăng đấy. Các fan hâm mộ đều biết trước giờ xếp đào không đăng, giới xăm hình cũng không phải là một giới nhỏ, tài khoản cũng có mấy trăm ngàn fan, chương trình thực tế kiếm 2 năm qua lĩnh vực đông đài tăng lên một số fan nhất định, bình thường không có tác dụng gì, nhưng lần này được phát huy. Cũng bởi vì sửa này không phát biểu điều gì, không dính líu chuyện gì, lần này đột nhiên đăng hai dòng trạng thái, lại càng nổi trội hơn. Hôm qua cũng có không ít người ở bệnh viện quay video, có người nói dưới bài đăng của Đào Hiểu Đồng: trong trang cá nhân của tôi có bằng chứng, hôm qua tôi quay được video, đăng trong topic bị xóa luôn, đúng là không đăng ký trước thật. Hôm qua lúc tôi đưa em đi khám mắt, cả đám người phăng phăng lao vào phòng khám, tôi tức đi lên được, tôi mua số hơn 1.000 từ cỏ, cậu ta bị bác sĩ đổi ra, trợ lý không biết có phải không, cứ mắng chửi bác sĩ, mắng chửi bệnh viện suốt. Bao nhiêu hào cảm với cậu ta giờ mất hết sạch sẽ. Phải lại bác sĩ hôm qua thực sự rất dịu dàng luôn, vừa khám bệnh vừa dỗ cho em tôi. Mới đầu em tôi còn sợ lắm, sau đó thì không sợ nữa. Mà anh cũng đẹp trai cực kỳ, chuyện thực sự không như lời cậu ta nói đâu. Ôi tức chết mất đi được, mấy kẻ với ngôi sao cút hết đi. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân đều là do họ phá nát hết đấy chứ.
Bởi trong bình luận không thể viết nhiều nên cô ấy tự trả lời mình viết mấy câu. Hoàn Quà lập tức bấm like cho cô ấy. Đào Hiểu Đồng không hiểu rõ mấy chuyện ngôi sao trong showbiz, cũng không biết giới này đến tối thế nào, không thể dính líu vào, cũng không thể đăng trên Weibo lung tung. Nhưng cũng bởi vì không biết, với showbiz mà nói, anh chỉ là một người bình thường, cho nên mấy chuyện này không ảnh hưởng một chút nào tới anh. Những thủ đoạn bồi đen cũng vô dụng. Anh là một người qua đường chính nghĩa, bất kể người bồi đen anh thế nào thì cũng không được quan tâm, chỉ dành hết sự chú ý với ngôi sao. Phèn hâm mộ mắng mỏ anh không thương tiếc, không ảnh hưởng được tới anh. Người trong giới xăm hình để ý chuyện này sao? Người ta mắng thì mắng, nhưng lúc cần xăm thì vẫn tìm tới anh. Hai lĩnh vực hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau. Mấy đại ca trong giới hình xăm quan tâm mấy người kia là ai chứ? Bọn họ chỉ biết Đào Hiểu Đông. Tình huống này khiến cho phòng quan hệ công chúng cũng phát sầu. Nói anh là người bình thường thì cũng không hoàn toàn. Không thể dìm quê bầu của anh xuống được. Có tiếng nói truyền thông nhưng lại không ở trong showbiz. Quả thực không thể bắt tay vào được. Anh vừa lên hot share thì dân tình lại qua đây hóng hớt. Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn, có thể thấy không ít video và ảnh chụp chuyện ngày hôm qua dưới bình luận. Hoàn Quà không chỉ là cho những bài viết này, mấy năm qua khoa mắt của bệnh viện 03 đã cống hiến rất nhiều cho lĩnh vực nhãn khoa. Chỉ lấy thay một ví dụ ra cũng có thể khiến mọi người kính nể với y học và các bác sĩ. Chuyện này được tung ra, mọi người muốn mắng chửi cũng chột dạ. Trước khi mắng chửi phải lại nói, tôi thừa nhận là có các bác sĩ tốt, nhưng hướng gió chẳng mấy mà đổi chiều. Các nhân viên y tế bị khinh thường bấy lâu cũng chịu rất nhiều uất đức. Càng ngày càng có những nhân viên y tế lên tiếng dưới bình luận, những nỗi uất đức bấy lâu không có chỗ để xả cho mọi người, sợ mượn chuyện này để tâm sự. Lúc phẫu thuật bên tai Thằng Sách Ngôn đều là mấy chuyện này. Tối hôm qua, ngôi sao kỳ nhắc tới viện 03 còn đăng ảnh của Thang Sách Ngôn, khiến mọi người trong khoa mắt đều tức điên lên được. Bọn họ tùy tiện đăng trên Weibo trách móc, cũng có thể vấy bẩn danh dự các nhân viên y tế trải qua trăm cây nghìn đắng xây dựng. Cho nên sáng nay Đào Hiểu Đông đăng trên bài, khiến mọi người cũng hả hê lắm. Các y bác sĩ trong khoa mắt dùng Weibo đều chia sẻ đi. Mấy năm qua Đào Hiểu Đông liên tục ủng hộ chữa bệnh từ thiện với họ. Mọi người đều hiểu về anh, cũng biết anh và Thang Sách Ngôn có quan hệ rất tốt. Có vài người thông minh đã đoán được quan hệ giữa họ từ lâu. Sếp Đào dữ quá, cậu ấy trưởng ghế thật, y tá trưởng nói. Thang Sách Ngôn ở rồi rằng, tức lắm đấy. Nóng tính nhỉ? Năm ngoái y tá trưởng tham gia chữa bệnh từ thiện với họ, biết mặt Đào Hiểu Đông lần nào gặp gỡ cũng chào hỏi. Thằng Sách Ngôn vừa thuần thục và cẩn trọng xế bao trước vừa nói, cũng không thể coi là nóng tính, bình thường thì tốt tính lắm. Buổi sáng anh vừa đăng bài, Thằng Sách Ngôn đã nghe nói tới, lúc ấy muốn gọi điện thoại bảo anh đừng để ý chuyện này, sợ anh gặp phiền phức, nhưng nghĩ một hồi cuối cùng vẫn không gọi. Tối hôm qua tức như vậy muốn lên tiếng nói chuyện, vậy đừng bắt anh phải kiềm chế cũng không thành chuyện lớn được. Cảm giác được người ta che chở rất thú vị. Trái tim được người ta nâng niu tròn phèn trong tay, cảm giác này trải qua rồi mới hiểu được, Thằng Sách Ngôn đã thành thói quen chấp nhận tấm lòng của người yêu. Trước khi tan làm, Đào Hiểu Đông từ khoa sản qua khoa mắt tìm hắn, mọi người trong khoa mắt trông thấy Đào Hiểu Đông thì giơ ngón tay cá lên. Sếp Đào ngầu dữ ha? Đào Hiểu Đông ra khỏi cửa tiệm rồi không biết sự tình thế nào, bấy giờ mới hỏi y tá. Cậu ta lại nói gì hả? Nói chứ. Y tá kích động dậm chân, tay đút trong túi nở nụ cười hoạt bát. Cậu ta nói xin lỗi, cậu ta sợ rồi. Sợ làm việc không thể sử dụng điện thoại, cô gái này ban nãy lén lén nhìn điện thoại nhỏ giọng nói với anh. Cậu ta không muốn xin lỗi cũng không được, nhiều người chửi lắm. Hả, sếp Đào à, anh ngầu quá. Xin lỗi rồi hả? Đào Hiểu Đông nhíu mày, xin lỗi ai? Xin lỗi có nhắc tới chủ nhiệm Thang của mọi người không? Có chứ, còn xóa ảnh luôn. Cô gái liên tục gật gù, đôi mắt tào tròn bừng sáng lên. Sau này anh là thần tượng của tụi em, bọn em là fan của anh hết. Mọi người theo dõi anh hết rồi, sếp Đào à, anh ngầu quá xá. Đừng theo dõi tôi không có chơi mấy cái đó đâu. Đào Hiểu Đông cũng bật cười, xô tay với cô. Anh vào phòng làm việc đợi Thằng Sách Ngôn tan làm. Anh thực sự không ngờ tới việc cậu ta xin lỗi, cứ đinh ninh rằng cậu ngôi sao kia sẽ cố gắng giữ thể diện. Thực ra Đào Hiểu Đông không biết, có vinh vào tới đâu cũng phải cúi đầu trước dư luận. Sáng nay anh đăng bài xong còn giao lại cho Hoàn Quà hết. Hoàn Quà học ngành này, cậu kích động tới những nhân viên trong ngành y và người qua đường. Có lẽ dù không có Đào Hiểu Đông, cuối cùng đối phương cũng sẽ bị bại lộ. Dù sao cũng có nhiều người ở hiện trường như vậy, chắc chắn có người không chấp nhận được mà lên tiếng.
Đào Hiểu Đông chỉ là người lên tiếng đầu tiên, nhưng điều này vẫn khiến mọi người rất thoải mái và hả hê. Thằng Sách Ngôn về văn phòng thay đồ, trông thấy anh đứng ngoài cửa ra vào pha trò với anh. Xếp Đào tới rồi hả? Không ai tới xin chữ ký sao? Ai vậy? Đào Hiểu Đông sờ vào túi. Em cũng muốn đó, nhưng hôm nay em tới mà chẳng ai kêu gọi cả. Em còn cố tình mang giấy bút tới nhưng chẳng ai tìm em xin chữ ký. Không biết có phải các bác sĩ anh đang kiềm chế cảm xúc như vậy hay không? Đào, mau ký cho em đi. Cô y tá trực đêm tới tìm thằng Sách Ngôn ký tên, đúng lúc nghe thấy lời anh nói bèn đưa tay ra. Đào Hiểu Đông cười xua tay, tôi nói đùa thôi. Thằng Sách Ngôn ký tên cho y tá, từ từ thu thập đồ đạc. Đào Hiểu Đông hỏi tối nay hắn muốn ăn gì. Thằng Sách Ngôn nói, em nghĩ đi, nấu cho em. Ra ngoài ăn đi, cùng nấu cơm mệt lắm. Thằng Sách Ngôn thay quần áo, treo áo blue trắng lên, không mệt. Về nhà ăn rồi lại phải đi thu dọn, tốn thời gian quá. Trong lòng Đào Hiểu Đông mong ngóng điều khác, không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hai người ngồi vào trong xe, thằng Sách Ngôn hỏi anh, tối nay có việc gì hả? Đào Hiểu Đông nhìn hắn chớp mắt, anh cũng có việc. Anh nói vậy thằng Sách Ngôn nên hiểu ý, cúi đầu cười rồi khởi động xe. Được rồi xếp Đào. Ngày mai Đào Hiểu Đông phải đi công tác, tối nay không làm gì cả tuần không làm được, thời gian dài quá đỗi. Buổi tối thằng Sách Ngôn cắn vành tai của anh, cất giọng nặng nề bên tai Đào Hiểu Đông. Cô bé trong khoa nói xếp Đào ngầu quá, muốn gả cho xếp. Chán Đào Hiểu Đông đè lên cánh tay không nói được lời nào. Xếp Đào nói sao hả? Thằng Sách Ngôn ghé vào tai anh nói chuyện, hơi thở cũng phả bên tai Đào Hiểu Đông. Làn xả cũng nổi lên cài ốc, theo lời hắn nói thì rõ ràng, lúc chìm đi. Giọng Đào Hiểu Đông nghe lại trong cổ họng, nghe cũng không rõ lắm. Thằng Sách Ngôn cúi đầu lại gần. Hả? Đào Hiểu Đông cũng hít một hơi thật sâu đáp rằng, không đều đâu, em có người rồi. Có người rồi hả? Thằng Sách Ngôn nhồm dậy con môi lên. Thế thì tiếc quá. Bên eo Đào Hiểu Đông lại có thêm dấu vân tay tím xanh. Cuối cùng thằng Sách Ngôn đã cúi người ôm ghế anh, ghé vào tai khàn khàn nỉ non điệp phúc âm lên. Đào Hiểu Đông cũng nín thở một hồi, cảm giác tê dại từ tai lan rộng ra truyền khắp cơ thể. Anh thở gấp, hơi thở từ ít hầu đi vào trong trứng đầy trong ngực. Cả người tê dại, sự hưng phấn mãnh liệt khiến anh gần như mất cảm giác trong một phút. Thằng Sách Ngôn tắm xong tắt đèn, Đào Hiểu Đông tắm trước, mấy phút chờ đợi thằng Sách Ngôn mệt mỏi muốn thiếp đi. Vành tai anh còn nóng ran, anh không chịu nổi thằng Sách Ngôn gọi anh như vậy. Vậy mà lần nào hắn cũng gọi anh vào lúc anh không kiềm chế được, lần nào Đào Hiểu Đông cũng rơi vào trạng thái giống ban nãy. Từng tuổi này rồi đâu còn ngây thơ e lệ, nhưng cũng không biết vì sao anh thực sự không chịu nổi. Thực ra cả đời Đào Hiểu Đông không được người ta gọi biệt danh, thân thiết lắm cũng chỉ gọi là Hiểu Đông. Cho nên lần đầu tiên thằng Sách Ngôn nhỏ giọng ghé vào tai anh gọi như vậy, Đào Hiểu Đông ngạc nhiên cả buổi, ngạc nhiên rồi gương mặt nóng bừng lên. Cái tên Diệp Âm bị gọi vào thời gian như vậy, vừa thân thiết vừa xuồng xã. Tai em nóng ran lên rồi. Đào Hiểu Đông cam chịu thở dài, thằng Sách Ngôn cũng sợ nắn. Đúng là nóng thật. Hai người yên tĩnh nằm một hồi, Đào Hiểu Đông mơ mơ màng màng rồi nói. Mai tới nơi em gọi điện thoại cho anh. Thằng Sách Ngôn nói, đừng để bản thân mệt mỏi, nhớ nghỉ ngơi. Đào Hiểu Đông lên tiếng đáp lời, anh chờ mình nghiêng người về phía bên này, ngủ thiếp đi.